chào tất cả mọi người, mình sẽ đến với thông tin tình hình Covid tại tỉnh Bến Tre. Tính đến trưa ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2021, có những nội dung như sau. CDC Bến Tre phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh tại bán rau tại chợ phường 5. Dòng Trơm phong tỏa một phần ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm và tình hình phong tỏa một đoạn trên đường Nguyễn Thị Định tại thành phố Bến Tre trưa ngày hôm nay. Và để bắt đầu thông tin hôm nay, mọi người cho mình một cái đăng ký bên dưới nha, để những video của mình được tới tay mọi người nhanh hơn. Và nếu mà được cho mình một cái share luôn, để là cái bình luận đánh giá, mình sẽ đọc những cái bình luận của các bạn để mình sẽ trao dồi nhiều hơn. Thành cảm ơn các bạn. Và mình sẽ đến nhanh với thông tin đầu tiên là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre phát đi thông báo khẩn ngày hôm nay là cái người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là DTMT, cư ngụ tại khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, nghề nghiệp là bán rau tại chợ đã được phong tỏa tại chợ phường 5. Thì qua điều tra như sau thì mỗi một ngày từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, bệnh nhân này có đến chợ đầu mối phường 8 lấy rau và sau đó là bỏ lại các sạp trong chợ phường 5. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre cũng thông báo ai đã tiếp xúc với những người mua bán rau tại các sạp chợ lớn, chợ đầu mối và chợ phường 8 hoặc là chợ phường 5 từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 7 thì liên hệ ngay đến trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn. Và tiếp theo thì một ca bệnh tại huyện Dòng Trơm làm cho một phần của tổ nhân dân tự quản số 1, số 2 ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm phải phong tỏa. Thì căn cứ theo xét nghiệm của CDC Bến Tre chiều ngày hôm qua thì bệnh nhân NNV dương tính với SARS-CoV-2 có thường trú tại tổ nhân tự quản số 1, số 2 ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Do trước đó bà V có tiếp xúc với bệnh nhân NTMH thường trú tại thành phố Bến Tre dương tính với SARS-CoV-2 thì xã Mỹ Thạnh đã phong tỏa từ 5 giờ sáng ngày hôm nay. Tuyến đầu là khu vực gần nhà ông NTT, tuyến cuối là khu vực cầu Thạnh Hòa giáp ranh với xã Lương Hòa. Đồng thời ủy ban của xã cũng thông báo tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân NNV này trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 đến trạm y tế gần nhất để khai báo và để được hỗ trợ. Tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem tình hình phong tỏa của một đoạn ở đường Nguyễn Thị Định thuộc giáp ranh giữa phường Phú Tân và phường Phú Khương. Nhưng mà thấy trong hình đó, đây là cái đoạn mà gần bến xe Thảo Châu đi đến đô thị Hưng Phú. Thì cái khu vực này thì chưa có dương tính, nhưng mà do có một cái ca bệnh là hai chị em bán khoai ngoài chợ phường 5 đã đến phòng khám thú y trong khu vực đoạn này để khám thú y cho con mèo của mình. Thì hiện tại thì chưa có thông tin gì, nhưng mà văn phường cũng phong tỏa để đảm bảo tình hình dịch bệnh. Mình xin kết thúc tại đây. Các bạn vui lòng cho mình một đăng ký, một cái chia sẻ. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.